Bản tin bóng đá trẻ VN xin kính chào quý vị và các bạn. Lịch thi đấu trực tiếp của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đài truyền hình Việt Nam VTV là đơn vị độc quyền phát sóng vòng chung kết U23 châu Á 2020 của đội tuyển U23 Việt Nam. Mới đây, Đài truyền hình Việt Nam đã chính thức sở hữu bản quyền truyền hình phát sóng trực tiếp vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1 2020. Đài truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan và chương trình bình luận trước, giữa và sau trận đấu trên kênh VTV6. Xin mời quý vị và các bạn nhớ đón theo dõi. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng với các đối thủ không quá mạnh như Triều Tiên, Jordan và UAE. Đây là bảng đấu thuận lợi để đoàn quân của huấn luyện viên Bang Sơ có thể tiến xa. Theo lịch thi đấu của U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam sẽ mở màn bằng trận gặp U23 UAE vào ngày 10 tháng 1 tại sân vận động Trang Arena. Sau đó 3 ngày, thầy trò Bang Sơ sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà của câu lạc bộ Buriram khi đối đầu U23 Jordan. Ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ di chuyển về sân vận động Zara Mangala để chạm trán U23 Triều Tiên. Và sau đây là lịch thi đấu chi tiết của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Vào lúc 17:15 ngày 10 tháng 1 2020, Việt Nam đối đầu UAE. Vào lúc 20:00 ngày 13 tháng 1 2020, Việt Nam Jordan. Vào lúc 20:00 ngày 16 tháng 1 2020, Việt Nam Triều Tiên. Xin mời quý vị và các bạn nhớ đón theo dõi. Nhận định các đối thủ của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. U23 Việt Nam sẽ trở lại vòng chung kết U23 châu Á vào đầu năm 2020 với tư cách là đương kim Á quân. Chiến tích lịch sử năm ngoái vừa là sự vinh dự, song cũng có thể coi là bất lợi với thầy trò Bang Sơ. Đặc biệt, binh đoàn Rồng Vàng cũng vừa giành chức vô địch SEA Games sau hàng thập kỷ chờ đợi. Điều này càng khiến họ trở nên bị chú ý hơn. Các đối thủ năm nay sẽ dè chừng U23 Việt Nam so với thời điểm trước khi vào chung kết tại Thường Châu diễn ra. Nhưng cũng giống như đồng xu, cũng có hai mặt. Dù gặp bất lợi và bị triệt tiêu các yếu tố gây bất ngờ, song U23 Việt Nam lại có những lợi thế lớn khi được xếp vào nhóm hạt giống, khi bốc thăm xếp đội tại vòng bảng. Và những lá thăm quả thật đã đi theo chiều hướng có lợi nhất có thể cho thầy trò Bang Sơ. Chúng ta sẽ lần lượt gặp những đối thủ là U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE. Đây gần như là bảng dễ nhất với những ngôi sao vàng nếu như nhìn sang 4 bảng đấu còn lại. Đầu tiên, U23 Jordan, đội bóng đến từ Tây Á này sở hữu một nền tảng thể lực vượt trội. Họ thường xuyên tổ chức chơi bóng dài, bóng bổng, tận dụng tốc độ của các cầu thủ mũi nhọn trên hàng công để chiến thắng đối phương. U23 Jordan thường khá mạnh trong việc chơi cánh và tập trung đưa bóng vào vòng cấm địa của đối phương trong những tình huống đánh biên. Song, U23 Jordan có khả năng tổ chức không thực sự tốt. Đặc biệt, trước những đội bóng thiên về kỹ thuật như là đội tuyển U23 Việt Nam, cao vệ của đội bóng này tuy cao lớn về thể hình nhưng lại thường bộc lộ những khuyết điểm khi đọc tình huống và khá bị động khi phải đối diện với những chân sút có kỹ thuật cá nhân tốt như là Quang Hải hay là Hoàng Đức. Nếu cần dẫn chứng, U23 Jordan từng thua trước U23 Thái Lan tại Asian Games với tỷ số 0-2. Dẫu biết trong bóng đá không có tính chất bắc cầu, song U23 Việt Nam có sự tương đồng nhất định về lối chơi cũng như phong cách thi đấu với đội bóng đến từ xứ sở Chu Vàng. Dù vẫn cần đặc biệt thận trọng với đội tuyển U23 Jordan, nhưng đây có thể xem là đối thủ dễ chơi nhất của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng bảng. Đối thủ thứ hai là U23 UAE. Cũng giống như U23 Jordan, U23 UAE có nhiều điểm tương đồng về phong cách thi đấu của vùng Tây Á, như chơi bóng bổng rất tốt, thể lực và thể hình vượt trội so với những người đồng nghiệp đến từ phía đông. Tuy nhiên, U23 UAE lại sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt hơn và có được sự chặt chẽ trong chiến thuật hơn đội tuyển U23 Jordan. U23 UAE cũng cho thấy họ không hề xem nhẹ U23 Việt Nam. Ngay sau khi biết tin sẽ gặp đương kim Á quân U23 châu Á ở vòng bảng, Liên đoàn bóng đá nước này đã gấp rút tổ chức giải U23 quốc tế vào tháng 11 vừa qua, với sự góp mặt của năm ông lớn là Hàn Quốc, đương kim vô địch Uzbekistan, Syria, Saudi Ả Rập và Bahrain. Thực tế, cặp đấu UAE và Việt Nam cũng chứa đựng nhiều duyên nợ. Hai đội từng chạm trán nhau trong trận tranh huy chương đồng tại ASEAN 18. Ở trận đấu đó, U23 Việt Nam đã chỉ để thua trên chấm penalty đầy may rủi sau khi kết thúc 120 phút thi đấu bất phần thắng bại. Tuy đội tuyển U23 UAE là đội bóng khá mạnh và có sự chuẩn bị khá tốt,
Nhưng với những gì đã từng thể hiện, khả năng có một kết quả có lợi trước đối thủ này của thầy trò Bang Sơ là khá cao. Cuối cùng, U23 Triều Tiên. Đây được xem là đối thủ đối trọng lớn nhất trong hành trình vượt qua vòng bảng của U23 Việt Nam. Không như hai đại diện của Tây Á, U23 Triều Tiên là tập thể có được sự tập trung rất cao. Lối chơi của đội bóng này đề cao sự kỷ luật, tính kết nối giữa các tuyến. Vì thế, những sơ hở của đội bóng Đông Á gần như rất ít khi xuất hiện. U23 Triều Tiên từng là đội bóng có lối chơi khá đa dạng, sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật tốt. Đội bóng này yêu thích lối đá trực diện, ban bật cửa ly nhỏ cũng như rất mạnh ở những tình huống cố định. Ở ASEAN 18, họ từng đánh bại U23 sau đè lập 3-0 đầy thuyết phục để lọt vào tứ kết. Song Triều Tiên cũng đã chịu khuất phục với tỷ số 3-5 trên chấm luân lưu trước U23 UEA và chấp nhận dừng bước ở vòng 8 đội mạnh nhất. Điều này phần nào cho thấy U23 Việt Nam, U23 UEA, U23 Triều Tiên có sự tương đồng về mặt trình độ. Chỉ cần thiếu sự tập trung hoặc thiếu đi sự chính xác trong những tình huống quyết định, các đội hoàn toàn có thể bị trừng phạt vì những sai lầm. Ngoài đối thủ được coi là đáng ngại nhất là U23 Triều Tiên, cái duyên trước các đại diện Tây Á giúp Việt Nam được đánh giá rất cao ở bảng đấu này. Nếu chơi với đúng phong độ đang có, cùng tinh thần tôn trọng nhưng không e ngại bất kỳ đối thủ nào, khả năng vượt qua bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020 của thầy trò Bang Sơ là khá cao. Tiếp theo, báo châu Á nhận xét về tính cách của huấn luyện Bang Sơ. Tờ Le Sport Asia đã có bài bình luận về huấn luyện Bang Sơ, trong đó họ đã so sánh ông thầy người Hàn Quốc với chiến lược gia đại tài Mourinho. Huấn luyện Bang Sơ đang là tâm điểm sau khi liên tiếp mang về thành công cho bóng đá Việt Nam. Mới đây, ông vừa giúp đội tuyển U22 Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử. Trong bài viết xuất bản mới đây, tờ Le Sport Asia đã chỉ ra những điều giống nhau giữa ông Bang Sơ và chiến lược gia đại tài Mourinho. Ngay cả những người hâm mộ Việt Nam trung thành nhất cũng không thể nhớ nổi huấn luyện Bang Sơ đã có bao nhiêu lần gây sức ép lên trọng tài kể từ khi ông dẫn dắt đội bóng nước này. Trái ngược với nụ cười thân thiện, ông Bang Sơ luôn vô cùng nhiệt tình, năng nổ ra tận đường bít để chỉ đạo các học trò. Đó chính là những gì người ta thấy ở Mourinho trong suốt sự nghiệp. Theo quan điểm của những nhà cầm quân như là Bang Sơ hay là Mourinho, bóng đá không chỉ là một trò chơi, đó là một trận chiến thực sự và phải giành chiến thắng bằng mọi giá. Vì kết quả, họ có thể làm bất cứ điều gì, ngay cả những điều không đẹp, để đảm bảo chiến thắng cho đội nhà. Cả huấn luyện Bang Sơ và Mourinho đều sẵn sàng gây sức ép với trọng tài vì lợi ích của đội bóng hoặc để bảo vệ các cầu thủ của mình. Trong quá khứ, Mourinho từng bị cấm chỉ đạo vì chỉ trích trọng tài, nhưng đổi lại đội bóng Inter của ông đã giành chức vô địch Serie A. Ông Bang Sơ cũng sẵn sàng nhận thẻ đỏ để giúp đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games. Nói cách khác, họ là những người luôn biết hy sinh vì lợi ích của đội bóng. Tuy nhiên, trước khi chiến thắng, bạn cần phải học cách không thất bại. Để làm được điều đó, bạn phải không để thủng lưới. Vì vậy, bạn cần xây dựng hàng thủ thật vững chắc. Đó là gốc rễ của triết lý huấn luyện Mourinho, khiến cho đội của ông ấy luôn được xem là kẻ thù của bóng đá đẹp. Nhưng người đặc biệt đã chứng minh đó là nguyên tắc cơ bản để ông có thể mang về những danh hiệu cho đội bóng. Huấn luyện Bang Sơ cũng vậy, ông đã tạo nên cuộc cách mạng cho bóng đá Việt Nam từ hàng thủ. Trước khi ông Bang Sơ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, bóng đá nước này luôn thi đấu với hai trung vệ trong 20 năm. Điều đó khiến cho hệ thống phòng ngự của Việt Nam dễ dàng bị đánh bại. Thầy Bang Sơ đã nhận ra điều này, vì vậy ông đã xây dựng hệ thống phòng ngự gồm 3 trung vệ trong hầu hết các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Chiến thuật ấy là nền tảng giúp cho bóng đá Việt Nam tạo nên những câu chuyện cổ tích. Mới đây, U22 Indonesia còn không có nổi một pha tấn công nguy hiểm nào trong trận chung kết SEA Games. Cuối cùng, điểm tương đồng quan trọng nhất giữa Mourinho và Bang Sơ ở chỗ họ đều là những người đàn ông ấm áp. Ông Bang Sơ có thể khóc vì các cầu thủ như Mourinho đã làm khi rời Inter, nhưng những gì ông ấy làm còn hơn cả những lời nói. Năm ngoái, một cầu thủ Việt Nam là Đình Trọng từng đăng tải đoạn clip được thấy Bang Sơ massage chân sau ngày tập luyện căng thẳng. Ông ấy cũng thường xuyên xuất hiện trong những bức ảnh với cầu thủ. Ông ấy coi những cầu thủ như là những đứa con của mình. Do đó, không ngạc nhiên khi các cầu thủ Việt Nam sẵn sàng chiến đấu hết mình vì thầy Bang Sơ. Và chia sẻ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở chia sẻ tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.